Xin chào tất cả mọi người đã đến với NVR Vlogs hương vị quê nhà. Hiện tại mình đang ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Và mình đang đứng trước đường lên khu di tích Phủ Na, một trong những khu du lịch tâm linh nổi tiếng ở Thanh Hóa, cũng giống như ở cả nước ta. Bây giờ mời mọi người cùng theo dõi với mình nhé. Đây là đường lên đến Phủ Na nha mọi người. Trong con là mọi người biết sớm. Thì thưa các bạn, đi lên ở hai bên thì có những cái bàn việc sở như thế này. Đây là việc sở câu tài câu lộc. Thì mình sẽ ghi vào đây tên họ, gia đình, những cái mình cần câu như biển số xe, địa chỉ nhà. Bây giờ có cái cầu bên đây này, cầu Thượng Lộ Bình An đây này, là cứ một xe số bao nhiêu như này. Và theo như mình quan sát thì mấy người việc sở ở đây thì mỗi gia đình sẽ viết 4 tờ sớ để cống 4 nơi ở trên tầng lên Phủ Na sẽ cống 4 chỗ. Và theo như mình được biết thì cái công việc 4 tờ sớ với ít vàng bạc như thế này là 150 một người. Và thưa cả nhà, trước mặt mọi người đó là cổng tam quan ở Phủ Na. Thì hai bên thì cũng có rất nhiều người việc sở, cũng giống như Quảng An. Lượng khách đi đổ về ở đây hàng ngày rất là đông, đặc biệt là dịp Tết này. Mọi người đến đây để cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe bình an cho gia đình. Đây là cái cổng tam quan đây thưa cả nhà. Phủ Na còn gọi là Na Sơn Động Phủ. Thì mọi người thấy hai bên này người Việt sở cũng rất là nhiều. Cái cổng tam quan rất là rộng lớn và bề thế. Và hiện tại mình đang ở trong cái Động Phủ Na. Đầu tiên vào dân lễ đầu tiên đó là vào cái lầu của Ba Đồng nha mọi người. Đông. Cả nhà nhìn thấy thì số lượng khách rất là đông. Mỗi nơi càng ngày càng đông thì đầu tiên người ta sẽ ghé vào cái lầu cô Ba trước để hành lễ. Thì ở đây có cái nơi sắp đặt lễ và chúng ta sẽ sắp đặt lễ, và nếu nhờ được cái thầy hoặc cái cô nào để cúng thì họ sẽ dắt mình cúng 4 cái đền như vậy và sắp lễ cúng bài bản. Thì cúng sau ở mỗi cái lầu này thì ở sau sẽ có cái nhà hỏa để đốt hỏa vàng. Và có mọi người thấy này, rất là đông này, số lượng người ngày càng đông. Đây là một nơi du lịch văn hóa tâm linh và được rất mọi người yêu thích đến mỗi cái Tết đến xuân về. Và người ta đến đây để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, hạnh phúc. Và sau khi cúng ở lầu cô Ba thì chúng ta sẽ tiếp tục sang đền Đức Ông. Và bên đền Đức Ông lượng người đến cúng cũng rất là đông. Đền Đức Ông thì hai bên có trang trí hai con rồng rất đẹp. Đây hai con rồng cũng rất đẹp và uy nghi. Ở trước này người ta sẽ quỳ lại thắp hương. Và trong này là đền Đức Ông. Người ta đến đây cũng rất nhiều, thưa mọi người. Cả nhà nhìn xem rất đông luôn, đến đây để hành lễ. Đây là đền Đức Ông. Số người hành lễ rất lớn này, chỉ đứng ngoài không vào được mọi người. Là địa điểm du lịch văn hóa tâm linh nên thu hút rất nhiều người đến đây để cầu tài lộc vào đầu năm. Mọi người cùng chiêm ngưỡng cái lầu cỡ cái đền Đức Ông này nhé. Nên ở trong thì số người ngồi trong để hành lễ rất là nhiều rồi, nên mình đi chỉ đi vòng vòng ở ngoài thôi. Những cái người mà đeo cái khăn đọng này là những cái thầy cô để cống cho chúng ta. Nếu mà chúng ta có yêu cầu thì sẽ cống, sau đó sẽ trả một ít chi phí cho họ. Họ sẽ sắp đặt lễ đoàn hoàng, dẫn chúng ta đi cống đầy đủ 4 chỗ, như 4 cái sở mà chúng ta đã nhờ cái thầy việc ở đầu cổng. Đây mọi người, trong sắp lễ rất là nhiều này, số lượng người rất là lớn, đồ lễ thì quá trời luôn. Và sau khi ở đền Đức Ông thì chúng ta đi qua đền thờ Mẫu. Thì bao quát xung quanh ở đây có cái chỗ điểm nhấn, đó là Phủ Na vùng Đức Thiên, nơi mà mọi người hay đến đây để check-in, để chụp hình. Đây và đây sẽ là đền thờ Mẫu, là một khối đá bằng ở đỉnh En thuộc hệ thống núi Nưa. Dân gian nói chung đều nói đó là nơi thờ Tản Thiên Sư Thần, tức thần núi Tản Thiên. Còn người Mường xưng hô gọi đó là nơi thờ vua, tức vua Bà Triệu. Và thưa cả nhà, trước mặt mọi người đó là đền thờ Mẫu, một trong những cái chỗ thờ quan trọng nhất ở Phủ Na. Thì hiện nay mọi người đến đây cũng rất là đông. Thì Phủ Na thì thờ rất nhiều vị thần, những người có công với công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ xưa đến nay. Và đặc biệt đó là tộc thờ Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh và Mẫu Thượng Ngàn. Đây là đền thờ Mẫu. Ở trước thì mọi người đứng thắp hương rất là đông. Ở hai bên sẽ có hai cái thần hộ pháp. Đây mọi người thấy này, hai bên là hai thần hộ pháp rất oanh nghiêm. Ở trong này thì rất nhiều lượt khách đến để cúng cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho gia đình của mình. Và một ngày không biết bao nhiêu ngàn lượt khách vào đây. Đây người ta cũng rất nhiều thôi mọi người. Trong này những cái bức tường, những sơn son thiệp quan rất trang nghiêm và uy nghi. Những cái lễ vật cũng rất là đặc biệt và thể hiện sự tôn kính của người dân lễ lên đối với các vị thần, các bậc được tôn thờ. Đây là gian giữa trước khi vào cái đền Mẫu. Mọi người vào đây cũng rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái gian tiếp theo. Cái lối kiến trúc ở đây được làm theo từ thời nhà Nguyễn. Cái gian này cũng rất đông mọi người đến để cầu tài lộc. Ở trước này là thờ vua cha Ngọc Hoàng và Nam Tào Bắc Đẩu. Xung quanh mọi người đang đến dâng lễ vật. Theo đó là có một số thầy sẽ cúng nếu chúng ta có yêu cầu. Nếu không thì chúng ta có thể vẫn đem sớ đến cúng để cầu tài cầu lộc. Thì hàng năm mỗi lượt đến đây rất là đông, hàng nghìn lượt người đến và không biết bao nhiêu nghìn người đến đây mỗi ngày. Bên này là một gian thờ khác thưa cả nhà. Có rất nhiều đồ quý báu và rất là uy nghi và trang trọng. Bên này là gian thờ bà Triệu, tức là Triệu Thị Trân, người đã dậy binh khởi nghĩa chống quân xâm lược tại cái núi Nưa này, nên ở đây người ta tộc thờ mẫu gồm có thờ Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh, cũng giống như Mẫu Thượng Ngàn. Bây giờ mình sẽ đi ra phía sau nữa. Đây thờ rất nhiều bài vị và mọi người đến đây cũng thành tâm để xin được sự bình an, hạnh phúc, may mắn đến với gia đình của mình. Sau khi cúng ở đây thì mọi người cũng có thể ra sau này, rồi sau này gọi là cấm cung và được khóa lại. Đây mọi người thấy chữ công cấm này, người ta vẫn đứng ngoài để xin cầu an. Vòng ở sau này thì rất là uy nghi và trang trọng luôn thưa mọi người. Bên này cũng là công cấm. Đây là những cái bài vị xưa để thờ những người đã có công khai khẩn. Mọi người thấy được hoa quả cũng giống như những đồ cúng rất đầy đủ. Ở đây là trong cái cổng công cộng này. Trong này vẫn có thờ rất nhiều, nhưng người ta khóa cửa, chỉ đứng ở ngoài để cầu nguyện thôi thưa cả nhà. Đấy, có rất nhiều người đứng ngoài để cầu nguyện. Thì cứ mỗi khi Tết đến xuân về thì mọi người đến đây để cầu bình an gia đạo cho gia đình. Và đây là đường lên trên giếng Cô Chín và Mẫu Thượng Ngàn. Cái đường lên này rất là xa, đi lên cái núi Nưa cao tầm 550 mét, nhưng người ta vẫn lên đây để xin sự may mắn. Đặc biệt trên này có cái giếng Cô Chín rất linh thiêng, người ta tin vào sự may mắn linh thiêng của giếng, người ta sẽ xin được về để trong gia đình, để mang sự bình an đến với gia đình mình. Cái lượt khách lên rất là nhiều, mặc dù rất là xa. Và thưa cả nhà, bây giờ mình đã chuẩn bị sắp lên cái miếu Cô Chín. Hai bên thì có rất nhiều ghế để ngồi nghỉ mát ven đường. Đây là đền Cô Chín này. Ở đây an ninh rất là trật tự, có các anh công an cũng giống như biên phòng thay nhau canh giữ. Và những cái bình vàng này là những cái bình nếu mà chúng ta muốn lấy được về sẽ mua những bình này để hứng được về. Và trên này là đền Cô Chín, rất nhiều người đã lên đây và đang chờ để vào viếng đền và cúng đền. Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn thôi mọi người. Tập thờ thánh mẫu kết hợp ở đây từ rất lâu đời và thờ rất nhiều vị thần, nhưng quan trọng ở đây đó là Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn. Cái đền xa xa này là đền Cô Chín. Và một trong những cái điều đặc biệt ở đây đó là có cái giếng nước chảy từ trên núi xuống, không bao giờ cạn, và mọi người đến đây để xin cái nước thiêng này về trong gia đình để hy vọng sự may mắn đến với năm mới. Người ta có thể đến đây để rửa mặt và kỷ niệm sẽ tạo sự may mắn, cũng giống như mở mang tâm mắt. Các em học sinh rửa mặt thì sẽ mở mang trí óc và về nhà sẽ học giỏi hơn. Đó là cái tâm linh của người ta. Đây là cái núi Nưa, cái dòng nhãn chạy từ trên kia xuống, và theo tuyên truyền thì nó không bao giờ cạn, nó cứ chạy suốt vậy thưa mọi người. Và nước sẽ ra cái vòi và chúng ta sẽ lấy cái nước này về hứng nước tùy theo sở thích, và người ta sẽ đem về nhà để thờ cúng, cũng như rửa mặt tay chân để mong cho gia đạo được bình an. Cái đền hồng hồng này là chính là đền Cô Chín, mọi người cùng đến đây để cầu an, cầu may mắn. Nói chung các đền ở đây đều thu hút rất nhiều người, vì khi đến đây thì vào việc sở thì đã làm 4 cái sở đi đến 4 đền để cổng đầy đủ khi vào Phủ Na. Hàng lượt khách đến vừa rửa mặt, lấy nước, cũng giống như viếng Mẫu Thượng Ngàn, cũng giống như Cô Chín. Đây cái nước thôi mọi người. Và người ta sẽ lấy nước về trong cái thùng vàng, bình vàng thế này. Nếu không có bình thì mọi người có thể lấy cái nước từ cái chai nước khoáng mình uống để đem về cũng được, nó sẽ nhẹ hơn. Người ta đến đây để trải nghiệm rửa mặt từ cái giếng Cô Chín này, một giếng nước được tương truyền là rất linh thiêng và may mắn. Đây là lầu Cô Chín. Rất nhiều người từ già trẻ, trai gái, nhiều thế hệ đều tin vào sự may mắn của giếng nước nên họ sẽ đến đây tranh thủ rửa mặt. Sau khi đã rửa mặt viếng đền Cô Chín, Mẫu Thượng Ngàn xong thì chúng ta sẽ quay trở về. Mọi người thấy số lượng khách vượt lên rất là đông. Với cái văn hóa tâm linh ở Phủ Na đã được công nhận và thu hút khách du lịch gần xa tại Thanh Hóa, cũng giống như khách thập phương đến rất là đông. Mỗi khi xuân đến, người ta đến đây để cầu may mắn bình an cho gia đình. Mình thấy rất là đông, đang chờ để dâng lễ. Và thưa các bạn, như vậy là sau khi viếng đền Cô Chín xong, chúng ta sẽ trở về thì lượng khách đi lên cũng rất là đông. vẫn không ngược khách, thưa mọi người. Đây là một trong những nơi gọi là du lịch văn hóa tâm linh, nên mình sẽ không nói về tâm linh, đó là tín ngưỡng của mọi người. Mình cũng giới thiệu về một cái nơi thờ cổng rất là trang trọng ở đây. Bây giờ sẽ vào đền Ông Hoàng, cái đền cuối cùng khi mà chúng ta đi dâng lễ. Đây là đền cuối cùng. Sau khi dâng đền cuối cùng xong sẽ đền này. Đền này là thờ 12 ông Hoàng, là người dưới trưởng của Triệu Quốc Đạt. Cũng rất linh thiêng, thưa các bạn. Người ta vào đây cầu may mắn, tình duyên, bình an, gia đạo đều được cả, nên thu hút rất nhiều từ các tầng lớp già trẻ, trai gái. Cũng giống như một người làm ăn chức cao của công ty đều đến đây. Người ta đây để dân hương dân lễ vật thì không cần gì quan trọng, có thể là trái cây, hương, bánh, vàng mã, cái gì dâng lên đó. Sau đó chúng ta sẽ có lộc để đem về và chúng ta sẽ tặng lộc ở đây. Những cái lộc như trái cây của mình đã đem đến, như cái sự may mắn đầu năm ở Phủ Na mang lại cho chúng ta. Mọi người thấy thì tất cả mọi người đến đây rất là đông. Bây giờ mình đi bộ cái đường tầm mấy tiếng đồng hồ rồi, thưa cả nhà, cũng rất là lâu. Vâng, như vậy mình đã giới thiệu đến quý vị và các bạn về bao quát những cái đền trong Phủ Na. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, nhớ like và đăng ký kênh NVR Vlogs để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.